ống điều hòa xuyên hộp kỹ thuật thì các bạn sẽ chống thấm như thế nào. Đây là một cái hộp kỹ thuật mà có rất nhiều ống điều hòa đi qua. Và những ống điều hòa như thế này thì các bạn sẽ không thể đổ Sika Ground và cũng không thể cuốn thanh cao su trương nở được. Và cái ống điều hòa này thì nó thấm rất mạnh và nó sẽ dẫn vào trong nhà, đi xuyên qua các tầng, dẫn đến các bạn sẽ rất khó để phát hiện ra nếu ngôi nhà đi vào sử dụng. Và đây là cách làm của chống thấm Hưng Thịnh. Thì các bạn sẽ thấy ở đây tất cả những ống điều hòa đã được gom lại, chia nhỏ và đi vào các ống PVC. Đầu ống PVC có gắn các lơ nhựa và những cái ống điều hòa này nó sẽ đi qua đấy. Những cái ống đồng điều hòa này nó sẽ đi qua những cái đường lơi này. Và khi đấy, khi mà có mưa, có nước thì nước sẽ rơi xuống tại điểm này, chứ nó sẽ không thấm vào trong nhà. Nếu như các bạn có nhiều đường ống đồng điều hòa cùng đi qua hộp kỹ thuật thì các bạn có thể gộp lại và cùng đi qua một ống nhựa cứng như thế này. Các bạn lưu ý là ống nhựa cứng. Và đầu ống nhựa thì có gắn các cái lơi PVC. Các đường ống đi xuyên qua hộp kỹ thuật thì các bạn đều phải tách rời ra và các bạn sẽ không đi thành một chùm, bởi vì như thế các bạn sẽ không bắn keo được. Sau khi đi ống nhựa như thế này thì bên xây dựng sẽ tiến hành tô cái hộp kỹ thuật này, và khi mà tô xong thì các bạn sẽ chỉ cần chống thấm tường của hộp kỹ thuật và bắn keo xung quanh chu vi ống PVC này là ok. Còn phía trên nắp đậy thì các bạn làm một cái tấm đan hoặc một miếng đá hoặc một miếng gạch, các bạn đậy lại là xong.